Xin chào mọi người, mình là Nghĩa đây. Mình Trung Ngân. Đây là mỡ các bạn ơi. Hôm nay mình sẽ làm một cái video rất là hay các bạn ơi, rất là thú vị luôn. Và chính là make up thành con gái. Yeah. Hôm nay sẽ là Nghĩa. Đó, Nghĩa là con gái các bạn ơi. Nếu các bạn không biết thì mình là BD các bạn. Đây là tên thật của mình đấy. Ok, chị này, chị đây là chị Ngân các bạn ơi. Hôm nay chị sẽ make up cho mình. Đây là người xem. Và các bạn nữa. Nếu các bạn thấy video này hay, các bạn hãy tặng một like, đăng ký kênh mình nhá. Bye bye. Nhùa các bạn ơi. Đây, mẹ bắt đầu làm thôi. Dạ, em ở đây như thế nào? Mình đùa các bạn ơi. Thế mà cũng có mụn rồi đấy, lớn rồi. Thầm anh đấy. Cái này là gì? Đánh này, đỡ. Mặt gì ấy, hiện tại là mặt mộc các bạn ơi. Chưa. Mặt rất là mịn. Nhưng mà trên này nó đã có hơi có tí mụn. Rồi chị xử lý nha. Quệt lên mặt. Đã bao giờ đi trang điểm chưa nhỉ? Em chưa. Đây gương các bạn này. Cho em mình trang điểm thành Elsa thôi. Không, anh trang điểm cho. Em thua, em là bây giờ Elsa. Mặt Nghĩa tốn phấn phết nhỉ. Tốn phấn còn kem phết nhỉ. Mẹ em đen. Cả mùa hè em đều đi mời. Đây các bạn, con thánh thì nó đã trắng. Một bên nó trắng hơn so với bên các bạn, bên này đen các bạn, bên này trắng hơn này. Mình cũng chưa nhìn phân biệt được. Nhìn thấy hai bên này không? Lát chị Ngân sẽ che hết hai bên này cho mặt được đi sáng mây luôn. Mới thấy... Thì thấy mới thấy gì nào? Tỏ ra mới thấy gì nào? Thì đang đen mình rất nhiều bạn ơi. Thì đang đen mình. Tại vì ra trời phấn. Trời phấn. Được rồi. Cái này nha, cái điểm. Không biết là sao còn một cái đấy. Còn đây nữa này, chị cũng phải lỗ ở đây này. Trên má trông thế mà cũng khá nhiều vết cần phải che. Đấy, anh gì đã đỡ chưa? Ui, có mà mình trắng tinh này. Rồi, tiếp theo là chị xe và Nghĩa rất béo này các bạn nhìn nhá. Là các bạn này. Mình mặt con gái là từ mình rất là thon nên là nhìn nhá. Mình hình tròn bây giờ mình sẽ kéo cái phần nâng lên để cho nó cái cằm nó lộ ra. Nhìn nó thon hơn rồi chị nào nữa không? Thon rồi đấy chị ạ. Các bạn thấy khác gì không các bạn? Nếu các bạn thấy khác thì comment ở dưới nhá. Rồi. Chị không có kem nên là chị sẽ thử cái này. Đúng các bạn nhỉ? Gái mình là có cái quần này rất là sáng này. Nên là bây giờ mình sẽ khắc phục để cho Nghĩa giống con gái hơn. Nghĩa
Rồi, để phủ thêm một lớp nữa cho bạn Nghĩa thật là trắng nha. Rất là trắng to rồi. Bây giờ đánh son. Nghĩa thật là mỡ thích màu gì để chị cho lên mắt nào. Cho màu xanh vào cây đi. Chỗ xe bên này. Đây rồi. Đó là đó là các bạn này, mắt mình hồng lên rồi này. Đây chị sẽ sử dụng cái này. À, để chị này đúng không chị? Đúng rồi. Chưa đi. Chưa chị đang vẽ cái mắt thằng rồi đấy. Mắt mới đấy. No. Đấy. Đấy các bạn, bên này mắt bên con trai, bên này con gái các bạn ơi. Chị cũng vẽ bên này không? Được rồi, chị sẽ làm mắt tương tự nha. Lần này chị sẽ quay hàng mặt ra đây chị, để cho nó không bị lệch này. Rồi. Chị sẽ mở khóe mắt bên này nha. Con gái này có khóe khóe rất là điệu ở đây nè. Rồi. Nhìn đã giống con gái được tí nào chưa các bạn? Chưa đình son đâu. Rồi. Con gái có cái gì thật là đẹp ở trên mắt nữa nhở? Mi giả. Đúng rồi. Mi giả rồi. Mi mình sắp dài rồi các bạn ơi. Rồi chị sẽ gắn sao bộ mi công giả rồi. Rồi, nó thấy vướng vướng này. Thấy chưa, cong vút chưa? Mới đầu đeo khó chịu. Rồi chị sẽ làm ở bên còn lại nha. Ok các bạn, mình đã xong cái mắt thứ hai rồi này. Bây giờ các bạn ơi, mình sẽ đến phần cuối cùng đó chính là son môi. Son môi. Nghĩa là chị? Chị sẽ nhạy môi của Nghĩa. Chị còn tận 3 bước nữa cơ. chị đánh một cái môi rất là yêu, nhưng mà chị lại che bớt cái phần mép ở ngoài đi. Chị chỉ đánh vòng trong thôi. Làm gì cái mép ở ngoài này chị chê bớt đi hết này. Bây giờ Nghĩa thích môi thế nào? Em không biết, chị chọn đi. Chị em nhìn thấy ánh môi trái tim thế Nghĩa nhé. Tôi một nửa. Nhưng mà trắng. Chúng ơi. Chúng ơi. Thôi em không thích kiểu này đâu. Nhìn xấu lắm. Rồi để chị đổi lại nhá. Chắc nghĩ chẳng tỏ ra được cái môi này đâu chị. Vậy là chị Ngân đã make up xong cho mình rồi các bạn ơi. Đó. Rất là ngon ngại rồi đấy. Ok, bây giờ còn một điều nữa rất là hay luôn. Okay. Ủa, điều gì đấy? Đấy, bù. Ta-da. Wow. Có Anna các bạn ơi. Mình là Anna đấy. Pi
pyjama này màu hồng. Đó các bạn này, tóc rất xinh luôn. Quần áo các bạn này thỏ gấu á. Rồi quần này cả áo luôn. Thế quần áo ngủ của con gái. Sao bây giờ ngủ em mặc luôn. Đây các bạn ơi, đây quần áo của Mai đấy, mình ăn cắp đấy nên các bạn đừng hiểu lầm nhé. Ok các bạn ơi, video đến đây kết thúc rồi. Các bạn hãy tặng Đại Nghĩa một like nhá. Các bạn đăng ký kênh Đại Nghĩa nằm dưới nhá. Ok, bye bye mọi người. Bye bye. Video sau mình làm sổ sách hay thương vừa là con gái đấy. Bye bye.